Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ làm một cái clip để hướng dẫn các bạn sử dụng cái app Deco của cái hệ thống Hermes Wi-Fi System. Thì cái Hermes Wi-Fi System này đó anh chị, là cái đại khái hiểu nôm na nó là cái khuếch đại và ổn định cái đường truyền sóng Wi-Fi trong nhà. Thì cái thiết bị này nó hỗ trợ cho hai cái băng tần luôn, đó là 2.4G và 5G. Thì thường thì hồi trước á, là mình cũng nhà mình wifi nó cũng yếu, thì mình sử dụng cái bộ khuếch đại râu để cắm vô, để cắm trực tiếp vào ổ điện và nó lấy tín hiệu, nó phát, nó kích lên á của Xiaomi với của Tenda, nhưng mà sóng đôi khi nó cũng chập chờn lắm. Đó. Rồi mình cũng tìm hiểu, mình thấy là cái hệ thống Mesh này nó cũng hay, nên mình cũng đã mua về và mình setup thì mình thấy nó là khá ok các bạn. Tín hiệu sóng ổn định nha. Và chơi game đồ hoặc là coi phim trên YouTube đó là thấy ok mượt mà. Cái của mình mua thì mình mua 3 thiết bị của mình, cái bộ này là 3 cái. Nó có, tại vì do nhà có lầu nên mình mua 3, chứ những nhà nào mà ví dụ như cấp 4 hay là diện tích nhỏ thì các anh chị mua khoảng bộ 1 hoặc là 2 là cũng sử dụng đủ rồi. Điểm hay của cái bộ Hermes Wi-Fi System của TP-Line này thì mình thích ở chỗ là mình có thể quản lý được những cái thiết bị truy cập và quản lý được cái thời gian truy cập. Quản lý thời gian truy cập mình thích ở chỗ là tại vì con ở nhà của mình, con mình nó cũng hay chơi game đồ, cũng chơi hút giờ, chơi khuya đó các anh chị. Nhiều khi mình cũng đâu có thời gian đâu mà mình cứ theo nhắc nhở hoặc mình bắt nó, mình thu máy để về mình giữ. Thì nhờ hệ thống này mà mình set up được thời gian cho nó. Ví dụ như mình muốn nó 11 giờ đi ngủ là tự động 11 giờ cái hệ thống Mesh này nó sẽ cắt wifi bên phòng nó. Và đúng 6 giờ sáng mình muốn cho wifi mở lại cho nó thì hệ thống Mesh này nó sẽ giúp cho mình mở lại. Giờ còn về cái việc mà mình mua cái này về mình setup á thì cũng khá đơn giản. Trong phần mềm nó cũng có hướng dẫn mình làm theo từng bước trong phần mềm là được. Hoặc là nếu mà muốn tìm hiểu thêm thì mình lên trên mạng cũng có nhiều clip để hướng dẫn mình làm cái này lắm. Nhưng mà hôm bữa mình mua về đó thì mình setup, mình coi trên mạng thì mình làm được, nhưng mà về cái phần mềm thì mình phải mò, mình phải tìm hiểu, tại vì tìm những cái clip ở trên đó thì cũng ít có hướng dẫn về clip này, hướng dẫn về clip mà sử dụng cái app đó anh chị. Nên hôm nay mình làm cái video để hướng dẫn các bạn mình sử dụng cái app đó. Thì để sử dụng được cái hệ thống này thì các bạn phải cài cái app này nè, cái app Deco ha. Rồi thì cứ cài xong rồi các anh chị cứ kết nối cái này vào cái modem wifi thì nó sẽ hướng dẫn các anh chị làm từng bước. Rồi sau đó là xong thì chúng ta sử dụng thôi. Bây giờ mình chỉ sử dụng, mình hướng dẫn các anh chị là sử dụng cái app này thôi cơ bản nha, để khỏi mất công các anh chị mà mới mà setup á, mới sử dụng hệ thống này thì hơi bỡ ngỡ, thì mình có cái này mình cũng sử dụng tạm được. Bây giờ đầu tiên vô là cái tab này nè, đó là cái này mình đã đăng ký với lại một cái ID với hãng TP-Line, thì họ sẽ cấp cho mình một cái gọi là cái mã để mà mình đăng ký anh chị, bằng tin nhắn gửi về cái số điện thoại mà các anh chị đăng ký. Rồi cái chỗ này thì mình cũng quan tâm tí chỗ này đi, có nghĩa là để cho các anh chị mà vừa sử dụng cái hệ thống này ở nhà và các anh chị có công ty riêng á thì mình làm luôn một hệ thống nữa để mình quản lý, do cái này nó quản lý online các anh chị, quản lý cái thiết bị, quản lý những cái truy cập á. Ví dụ như cái này là mình đang là ở nhà mình nè, mình chỉ có ở nhà thôi, thì mình cái hệ thống này là mình quản lý 3 cái này ở nhà mình. Ví dụ anh chị nào có công ty riêng nữa hay là văn phòng riêng mà để mình muốn quản lý thì mình tạo một cái mạng mới, rồi mình cũng mua những cái thiết bị này mình đến đó mình lắp đặt, rồi thì mình cũng từ chung cái phần mềm này mình quản lý được hai tab luôn, ví dụ tab công ty và tab ở nhà. Các anh chị sẽ biết được những cái truy cập
ở nhà và ở công ty ha, thì mình chỉ chú tâm tới cái này thôi, còn những cái này là của hãng à, mình cũng không cần quan tâm lắm. Rồi qua cái chính là cái này các anh chị này à, cái chính thì nó có hai cái tab nè, đây một cái tab, đây cái tab thứ hai nè à, bấm qua bấm lại ha, hai tab à, thì giới thiệu đầu tiên là cái này, các chị bấm vào hình quả đất nè à, thì nó sẽ hiện ra là có bao nhiêu thiết bị deco trong cái nhà của bạn à, ở đây mình có ba cái nè à, cái chính và hai cái phụ. Cái chính thì mình đặt gần ở cái kết nối với modem, còn cái phụ thứ 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 hai này á, là trong phòng của mình, và cái thứ ba này là của trong phòng con trai mình, thì tất cả những thiết bị đều kết nối vào đây hết. Bạn kết nối vào thì nó chỉ hiện duy nhất một cái là deco center thôi, nó không có dứt, nó không có chi tiết, nhưng mà cái deco center này đó nó sẽ chỉ định cái thiết bị ở, ví dụ như đang ở trong phòng của mình đi mà các bạn truy cập vào deco thì deco center này nó sẽ chỉ định cái thiết bị đó ở trong phòng của mình sẽ kết nối vào deco 2, còn mình qua phòng ví dụ con trai của mình, con mình á, thì mình kết nối vô đây thì cái này nó sẽ chỉ định là cái thiết bị của mình kết nối vào cái deco 3 à. Rồi khi mà có một cái thiết bị mới nào mà nó truy cập cho anh chị thì ở cái ngay chỗ cái phong thư này nè nó hiện lên dấu đỏ, rồi các anh chị cứ bấm vào thì nó sẽ báo nè phát hiện một thiết bị mới à, để các anh chị biết là thiết bị nào đang truy cập. Rồi ở đây thì nó có cái tab thứ nhất thì nó có tổng thể những cái thiết bị đang truy cập, thiết bị nào đang truy cập online thì nó sẽ hiện sáng, còn thiết bị nào mà nó offline thì nó sẽ tắt tối đi. Đây đó là cái tab thứ nhất. Rồi qua tab thứ hai, qua tab thứ hai này anh chị, thì những cái mà mình cần quan tâm, mình cần sử dụng nhiều quan tâm á, là những cái này, mục này, mục này, mục này, mục này, còn hai cái này thì nâng cao rồi mình cũng không quan tâm lắm, tại vì cái này là của mấy anh chị mà chuyên về công nghệ thông tin á, họ sẽ rành, họ sẽ sử dụng tốt, còn mình thì không biết, không cần mò à, ví dụ đây bấm vô đây để mình coi nè, đây là cái này là cái tín hiệu sóng đang sử dụng, cái hệ thống này là sử dụng song song 2.4G và 5G. Còn đây là cái tên của cái deco, cái hệ thống deco trung tâm à, mật mã thì các anh chị đổi thì các anh chị bấm vào đây để đổi ừ. Rồi cái này tối ưu hóa mạng thì các anh chị bấm vào này nè, các anh chị nó sẽ quét, các anh chị chờ nó quét khoảng chắc 1 2 phút gì đấy. Đấy, khi mà nó quét nó thấy tín hiệu mạng mình tốt, nó sẽ báo là trạng thái mạng hoàn hảo, còn nếu mà không tốt á, thì nó sẽ hiện hàng chữ đỏ lên là mạng đang bị nghẽn gì đó, thì đây nó có tối ưu thì các anh chị bấm vào đây nó sẽ chạy giống như nãy vậy đó, nó sẽ tối ưu, nó tối ưu đến khi nó hiện lên trạng thái hoàn hảo là xong. Đấy, danh sách đen thì cái danh sách này gọi là chặn truy cập đó các anh chị, cái nào mà các anh chị thấy mà không không thích người ta truy cập vào cái hệ thống Mac của mình đó, thì các anh chị cứ tạo danh sách máy khách nè ha, vừa bấm vào thì nó sổ ra một cái loạt danh sách truy cập, các anh chị không thích thiết bị nào các anh chị cứ bấm vào, các anh chị bấm vào đấy, ví dụ bấm này, các anh chị bấm làm xong đó, coi như là cái iPhone 8 Plus này là nó không có thể truy cập vào cái hệ thống mạng mét ở nhà bạn đó, trừ khi các bạn vào và các bạn bỏ nó ra, xóa nó ra thì coi như là nó sẽ truy cập lại được đó. Rồi cái tiếp theo là cái icon này nè, cập nhật deco nè, thì cái này thỉnh thoảng thì các bạn có mở lên thì các bạn cũng bấm vào để cho nó kiểm tra coi là có cái firmware phiên bản cập nhật nào mới không, để mình cập nhật lên để sửa lỗi hay là nâng 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 cao cái tính năng của cái hệ thống của mình lên. Rồi cái tab dưới đây là cái tab cũng hay nè các anh chị, cái tab này mình thích nè, nó là quyền kiểm soát của phụ huynh nè đó. Ở đây thì cái quyền kiểm soát thì mình bấm vào à, thì mình muốn kiểm soát con mình thì mình sẽ tạo một cái hồ sơ đấy, ví dụ mình để là con, rồi bấm kế tiếp con mình là thiếu nhi ha. Rồi đây là có những nội dung để mà mình danh mục ha, danh mục này thì có nghĩa là mình cứ ép nó vào, ví dụ như mình cho con mình cấm con mình vào mạng xã hội á, thì mình bấm vào đây
rồi cắm nó tải xuống mình bấm vào đây, cắm nó chơi trò chơi game đó các anh chị đó. Hoặc là những cái liên lạc online, hay là nói chung là mình cắm nó truy cập vào những cái gọi là mình không thích đó, thì mình cứ chọn vào. Còn ví dụ mình muốn cho nó truy cập vào mạng xã hội thì mình bỏ nó ra vậy thôi. À, rồi còn trang web ha, thì các bạn khi mà ấn vào đây, ấn vào cổng thì các bạn nhập trong web vô và bấm làm xong, thì coi như là cái thiết bị mà nó nằm trong cái mục con đó, cái mục các anh chị vừa tạo nè đó, thì nó sẽ không truy cập được vào những cái trang web mà các anh chị đã ghi chú. Rồi sau khi làm xong thì các anh chị cứ bấm kế tiếp đi, làm xong đi. Nó sẽ tạo một cái giống như là cái folder vậy đó, folder riêng cho đứa con. Đây. Lưu ý là tạo xong folder thì các anh chị phải lấy những cái thiết bị của những con của anh chị đó, ví dụ như máy tính bàn hay điện thoại hay là máy tính bảng gì đó, phải kết nối vào cái deco ở phòng đó. Có nghĩa kết nối vào, thì khi kết nối vào rồi thì có thông tin ở đây, các chị mới add nó vào trong này được nha, add vào cái mục này được. Ví dụ như mình đã có thông tin thiết bị của con mình rồi, thì bây giờ mình add vào nè, ví dụ nè, thông tin thiết bị đây nè, các chị bấm đây à, các chị bấm cộng, thì con mình nó xài cái iPhone nè, rồi cái iPad nè. À, là hai cái này nó đang xài. Đây, đó là hai thiết bị này nó đã nằm ở trong cái folder của con mình rồi. Bây giờ mình sẽ kiểm soát nó bằng cái việc là thời gian. À, ở đây thì nó có cái tab thứ nhất là giới hạn thời gian. Ví dụ hàng ngày từ thứ hai đến thứ sáu bạn cho nó sử dụng bao nhiêu tiếng đồng hồ thì bạn cứ chọn vào đây. Đấy, ví dụ như mình cho nó sử dụng ngày 8 tiếng. Ví dụ 8 tiếng thì mình bấm lưu vào. À, tuần thứ bảy chủ nhật ví dụ mình cho nó sử dụng cao hơn một chút, sử dụng nhiều hơn tí, ví dụ mình cho nó sử dụng 10 tiếng. Đấy. Bấm vào thì mặc định là cái hệ thống nó sẽ tính từ ngày mới anh chị, bắt đầu từ ngày mới điểm tới 8 tiếng đồng hồ là nó sẽ ngắt. Từ thứ hai tới thứ sáu nó sẽ ngắt mạng. À, và cái phần ở dưới này nè là từ thứ bảy chủ nhật nè, bạn cho nó sử dụng 10 tiếng nè, bắt đầu nó tính từ ngày mới nó điếm tới 10 tiếng của thứ bảy chủ nhật là nó ngắt, không cho sử dụng nữa. Đấy. Rồi bạn muốn trở lại bình thường thì bạn tắt nó thôi. Rồi cái hay ở chỗ này các bạn nhớ chỗ này nè, giờ ngủ nè. À, thì ở đây nó sẽ cho các bạn set up cái thời gian để mà mình cho cái hệ thống Mesh này nó hoạt động. Ví dụ nè, mở lên đi, mình sẽ từ thứ hai tới thứ sáu mình muốn cho con mình là nó sẽ chỉ sử dụng được tới 11 giờ thôi, 11 giờ ví dụ là 23 giờ, rồi đến sáng ngày hôm sau là bắt đầu 6 giờ nó mới sử dụng được đó. Còn cuối tuần thứ bảy chủ nhật thì cũng vậy luôn đi, mình sẽ cho nó 23. Rồi rồi đúng 6 giờ nó sẽ mở lại. Thì khi các chị tạo xong cái thời gian này, các chị bấm lưu vào. À, thì từ khi các anh chị set up xong trở về sau là đúng 11 giờ đêm thì hệ thống Mesh sẽ tự ngắt, và đến 6 giờ sáng ngày hôm sau thì sẽ tự mở lại, còn bạn truy cập lại được. Còn mà các anh chị muốn tắt khẩn cấp á, ví dụ như là không cần đến thời gian, anh chị muốn ngưng cho nó hoạt động luôn, các anh chị chỉ bấm vào chỗ này, bấm vào cái này, bấm vào đây, các anh chị đợi một tí. À, internet tạm dừng, thấy chưa, là có nghĩa là lập tức dừng internet ngay cái phòng bên đó, nó không truy cập được liền, hai thiết bị này sẽ không truy cập được liền. À, còn khi các anh chị mở lại thì nó sẽ sử dụng lại. À, kiểm soát giới hạn. Thông tin thiết bị các anh chị, khi mà các anh chị bấm vào cái thông tin thiết bị này đó thì nó sẽ hiện ra
cái giờ đã online của hai cái thiết bị mà các anh chị ép vào cái mục con á, nó sẽ truy cập là thời gian truy cập là bao nhiêu, nó sẽ hiện lên đây và dưới đây nó sổ ra những cái nội dung cái trang web mà đứa 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 cái đứa đứa con của mình nó truy cập, các anh chị, nó sẽ hiện ra đây. Đấy. Rồi thì muốn tạo thêm một cái mới nữa thì các anh chị cứ tạo thôi, muốn tạo cái folder mà quản lý ai đó các anh chị cứ tạo và sử dụng tiếp. Ví dụ mình làm ví dụ nè, tạo folder A ví dụ đi đó. Kế tiếp ví dụ là người lớn đi, kế tiếp rồi kế tiếp đó. Rồi ví dụ cái folder A này mình muốn quản lý A thì mình cứ add thiết bị vào quản lý thôi, còn ví dụ mình muốn bỏ nó đi thì mình bấm xóa bỏ đấy. Rồi à, cái này các anh chị, khi mà cái này là cái mục quản lý này đó, là cái mục này các anh chị bấm vào, các anh chị cộng, các anh chị thêm địa chỉ email, thì khi mà có những cái truy cập gì từ những cái danh sách này nè, nó sẽ tự gửi đến cái email của bạn luôn. À, bạn khi mà bạn 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 làm việc ở trên mail đó, nó sẽ gửi đến nội dung cho các bạn. Rồi cái này là báo cáo tháng, thì cái này mình mới sử dụng được khoảng cũng vài ngày thôi, thì mình cũng chưa biết cái này nhiều lắm, nhưng mà đại khái là mình hiểu là nó sẽ thể hiện ra là trang web truy cập, nội dung giới hạn của mình ngăn chặn con mình đó nó sẽ có truy cập vào đó không, rồi những trang web nó sử dụng cái gì, giờ nó sử dụng ra sao ha. Rồi cái nó báo cáo cho mình là tối ưu quá mạng là mình quét bao nhiêu lần, rồi tối ưu được bao nhiêu lần, thì đại khái là cái này tổng quan của cái báo cáo của cái hệ thống của cái phần mềm này. Rồi nó chỉ đơn giản như thế các anh chị các bạn ha. Thì nội dung của mình đến đây là kết thúc. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi.